Hai thằng mày là hai thằng nào đấy? À, tự nhiên vào hát liên ta liên thiên làm bọn tao phải làm theo. Anh ơi, chúng em là có cung cấp dịch vụ. Chúng em đến đây để tư vấn hai anh sử dụng dịch vụ của bên em ạ. Anh ơi, chúng em biết là các anh đang rất là vội rồi. À, nhưng các anh ủng hộ chúng em để các con em có bát cơm, bát cháo. Anh ạ. Vẹo gì đi lượn đi, đây không có nhu cầu. Anh, em xin anh ấy. Nói lại lần nữa này, không đồng ý là không đồng ý. Bằng lòng đi anh, em về quê vác trống mang kèn. Ngày mai đám hiếu rước anh bằng xe tay kéo, con cháu vịn bên thành xe, bò hương chậm cùng với con gà. Bằng lòng đi anh, mai bọn em tổ chức linh đình. Vòng hoa kề sẵn có tên bà con thăm viếng, các vái ngồi bên tụng kinh, có hai người ngồi hát đưa đò. Các vái ngồi bên tụng kinh, có hai người ngồi hát đưa đò. Các ông hóa ra là gánh hát rong đi hát xin tiền đúng không? Dạ. Này, khuyên luôn một câu nhé, đi hát ý, chọn mấy cái bài nó tươi vui đi, đừng hát mấy cái bài ủ rũ buồn như thế là người ta không cho tiền đâu. Khi anh đã lao xuống rồi, hay cứ vui mừng yên tâm mà nhắm mắt, em sẽ lo cho hết mình, sẽ nói gia đình tổ chức thật to, hai ba hôm sẽ hát ho. Nếu anh thấy cần em sẽ mời ca sĩ, MC xong ca sĩ vào, đêm cuối chương trình là mình di quan. Nghe âm vang bao tiếng khóc chân thành, sẽ khiến cho anh nhẹ nhõm ra đi, không sân si không tiếc nuối điều gì, rồi nhẹ nhàng siêu thoát. Anh xem qua những gói này, có gói tiền thì chỉ kèn không trống, nhưng em khuyên anh gói này thêm có chút tiền là mình chơi full. Chơi full là như nào? Chơi full là chơi đầy đủ các loại nhạc cụ ạ. Dạ, trống kèn thậm chí cả nhị nữa luôn. Dạ, đủ hết ạ. Dạ vâng. Hóa ra các ông là ở phường Bát Âm đúng chưa? Chính xác luôn. Dạ, dạ, dạ. Cái vòng vèo. Đau chú ơi. Chúng ta ở đâu? Đây, đau chú ơi. À, thì ra đây là hang ổ của chúng mày đây hả? Này, tao nói cho chúng mày biết nhá. Ông ơi, không có đạo đức không hả? Có phải là con người nữa hay không? Ông ấy cháu gặp người ta có hoàn cảnh éo le, không giúp đỡ người ta thì thôi, còn cổ suý để người ta nhảy cầu. Ông ơi, các cậu có biết là theo điều 102 của bộ luật hình sự, các cậu có thể bị phạt từ 1 đến 5 năm tù không hả? Ông ơi, ông cho con giải thích một câu ạ. Nói. Con là nạn nhân cơ mà. Này, tôi nói cho các cậu biết nha. À, các cậu là con người nữa không? Người ta gặp hoàn cảnh éo le, không giúp đỡ người ta thì thôi, còn cổ suý cho người ta nhảy cầu. Nhìn cậu ta mà xem kìa, bị áp lực xã hội đè nén lên vai quấn quá rồi mới phải làm như vậy. Thế mà các cậu cứ xử như thế à? Đi ngay cho tôi, tắt ngay livestream, mang kèn trống về. Nhưng hả? Bác là ai? Có biết tôi là ai không? Bác là ai? Rồi các cậu sẽ biết nhá. Lũ ngây vô cảm. Đồ kèn kèn ăn xác thôi. Lướt ngay cho tôi. Đừng có náo, nhô nhà nhô nhằng. Ông ơi, còn rất cảm ơn ông vì ông đã bênh con ạ. Nhưng mà sự thật đó là... Cậu ơi, tôi xem livestream, tôi biết hết hoàn cảnh của cậu rồi. Không, ông ơi, thật ra con muốn nhảy xuống cầu ấy là bởi vì là... Vì lý do gì đi chăng nữa, nhưng nếu như mà cậu nhảy xuống dưới kia, những người ở lại gia đình cậu, người ta sẽ nghĩ thế nào, cậu tưởng tượng ra chưa? Ừ nhỉ. Đúng là mình chưa nghĩ đến cái tình huống như này. Này, thế cậu còn gia đình không? Con còn ông bà, bố mẹ và một cô em gái ạ. Trời ơi, thế là 5 người hả? Dạ. Thế cậu còn nhiều họ hàng không? Dạ. Nếu tính cả nội và ngoại thì con còn khoảng 30 người ạ. Thế là 35 người. Cậu còn bạn bè thân thiết không? Dạ. Từ xưa đến nay con chỉ có cái thằng Kiên Loe nó là bạn thân ạ. Thế là 36 người.
cậu ở nhà mặt đất hay cậu ở chung cư? Dạ, con ở chung cư ạ. Cậu sống với mọi người chan hòa chứ? Dạ, bà con hàng xóm láng giềng rất yêu thương con ạ. Vậy là khoảng 536 con người đau khổ vì ông. Hả? Thế nếu như cậu làm sao cậu phụ lòng mọi người, cậu biết không hả? Dạ. Bố mẹ đau xót con mà mất ăn, mất ngủ. Bạn bè chiến hữu thương tiếc một người bạn mà mất ăn, mất ngủ. Bà con chòm xóm thương tiếc một người công dân gương mẫu mà mất ăn, mất ngủ. Chỉ vì một mình cậu mà làm từng đấy con người mất ăn, mất ngủ. Cậu có biết là khi mà họ ở lại, họ mất ăn, mất ngủ, họ sẽ cảm thấy thế nào không? Nói đi, trời ơi! Thưa ông là... họ thế nào nhỉ? Họ đói! Và tôi sẽ là người nấu cỗ để cho họ ăn no. Trân trọng giới thiệu với cậu, tôi bên trung tâm nấu cỗ Thanh Thủy, chuyên phục vụ đám ma, đám cưới. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cậu ơi, tôi tính cả rồi, nhà cậu chỗ đấy là 50 mâm, mâm 10 đấy. Đây là thực đơn của bên tôi, 5 gói combo mời cậu lựa chọn. Đấy nhá, đây đây, combo đây, VIP 2 đây nhá. Cậu bỏ giúp đây là cái món hàu. Món hàu này món đám cưới. À thế ạ, tức là cứ bỏ món hàu ra là thành của đám ma. Chứ sao. À được. Tôi sẽ bổ sung cho cậu món gọi là trứng luộc. Này, càng trai trẻ, tôi cho ông ký hợp đồng độc quyền đám ma của con nhá. Sống thì lâu, dỗ đầu thì mấy. Ông rất hân hạnh được phục vụ gia đình trong những ngày đặc biệt của con. Đã cầm cho ông cái Billy Jeep về, bỏ vào cái túi quần để khi nào mà người già trục vớt lên mà biết đường gọi cố nhà ông con nhá. Biết ngay mà. Hóa ra đến này tư vấn nấu cỗ. Dịch vụ mà chạy nhá. Ôi, đời bây giờ làm gì con người tốt. Này này này, thôi. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người không cho tôi giải thích một lời? Thật ra tôi nhảy xuống đây không phải là vì tôi muốn chết. Này, không được nói cái từ đấy đâu. Từ nào, từ chết á? Sao? Trời ơi, không chơi mạng xã hội à? Bây giờ các nền tảng mạng xã hội người ta cấm những cái từ đấy với cả những hành động bạo lực, không người ta cho flop luôn đấy. Thế bây giờ không nói từ đấy thì nói từ nào? Nói thế nào cũng được. Rồi, hiểu rồi. Thế bây giờ tôi nói lại nhá. Thật ra tôi nhảy xuống cầu này này không phải là vì tôi muốn... Ừ, đấy, đấy được. Mà vì là tôi muốn lấy cái nhân. Ừ. Hiểu chưa? Ừ. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người cứ bắt tôi phải... thế? Ông nghĩ bọn này dễ bị lừa hả? Tất cả chỉ vì xem live stream cho nên thằng này mới ra đây nhảy cầu hai lần. Tí thì lêu đuối. Thế mà bây giờ ông anh bảo không lêu nữa. Thế để thằng này có mà lêu đói à? Hát rát cổ bằng họng từ nãy rồi. Đợi mãi để ông lêu. Mà ông mãi mà ông không lêu thì lêu mẹ nhà bọn này luôn rồi. À. Anh bố trí anh nhanh đi. Chứ bọn em chờ anh sốt hết cả ruột. Con ơi, con cố gắng con lêu sớm đi. Ông phải ông nấu cỗ cho con chứ cũng cả đời ông sắp cũng lêu rồi. Cùng động viên nhá. Nào, anh ơi, 1, 2, 3. Lêu lêu đi. Lêu lêu đi. Lêu lêu thôi. Bố mày nhịn chúng mày lâu lắm rồi nhá. Thằng này là quá, thằng này là bố. Bây giờ thằng nào mà còn bắt bố mày bố mày đánh lưu cả nhà chúng mày nhá. Trời ơi. Cáu rồi. Tao nhắc lại một lần nữa này. Tao không muốn... Phượng. Ô Phượng. Em quay lại vì anh nha. Em mới xem live stream xong. Thôi, em đừng nói gì nữa. Ngày hôm nay, nhất định là vì em mà anh sẽ nhảy xuống sông để mà lưu cho em biết. Và để cho cả cái xã hội này sẽ phải nguyền rủa em vì em đã bỏ anh. Nhưng mà anh Đức ơi, em không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Em nói thế là sao? Nghĩa là em không xứng đáng để anh nhảy cầu như thế đâu. Em nói gì anh không hiểu. Vì sao?
Vì... Vì sao? Vì... Vì sao? Vì gì nói mày vào? Mày cho nó cả một giờ. Đợi mãi là vì gì mày? Bao nhiêu người người ta comment hỏi vì sao thế này? Vì trong lúc yêu anh, em đã có thai với thằng khác rồi. Hả? Quá rác luôn. Có thai rồi. Quá đau thật sự luôn. Hẳn là có thai rồi á? Thằng nào? Hả? Thằng nào? Thằng... Thằng nào? Thằng... Thằng nào? Thằng... Thằng nào? Nói gì? Nói gì? Nói chứ quốc cả mặt ngay. Thôi. Nói gì không nói lúc nào thì còn luôn ra đi lại. Này giả mày này. Em nói đi. Em nói đi. Thằng nào? Thằng kia lòe. Bạn thân nhất của anh ạ. Kiên lòe. Nên là Đức ơi, em không xứng đáng với tình cảm này đâu. Anh đừng có nhảy cầu vì em nữa nhá. Thôi, vĩnh biệt anh. Anh ơi. Hả? Gì đấy? Con em sau này khi mà sinh ra, nhất định em sẽ đặt tên cháu là Đức. Kìa một người con gái khiến anh phải lêu lêu. Chích 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 cơ lêu lêu. Ồ lêu, ồ lêu. Vì là người con gái có thai cùng bạn thân anh. Chích 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 cơ lêu lêu. Ồ lêu, ồ lêu. Nếu anh đang đau đớn, anh lêu lêu đi mà. Bao anh em đang trông ngóng nhìn anh, ồ lêu. Cả nhà bọn em đói lắm, trông chờ vào anh thôi. Suốt mấy tháng em lại chìm, chỉ hai người xem là mẹ em và em. Bà nội thì tai biến vẫn đang ngồi xe lăn. Bác sĩ vẫn hay qua thăm để tiêm, để tiêm. Bao nhân viên đâu có đang trông mong mỗi ngày. Nếu như anh không lao xuống, tiền đâu trả lương. Em cũng yêu thương anh lắm, nhưng anh nhảy thì vui hơn. Để em nhiều view. Luôn. Đâu, 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 đâu. Nhìn xem có chú bé vừa comment khen cú lều của anh. La la la, la la la, la la la. Giờ em sẽ nhảy xuống để mò xem anh ấy lều ở đâu. Nhị em đã lên dây kèn, đã lắp lưới gà đẹp luôn. Chờ anh béo vớt lên là hai ta sẽ vào chơi nhà. Hạnh phúc quá đơn sơ, 100 mâm cỗ đầy, thực đơn đã sẵn sàng. Đi về làm cô thôi. Nhẫn mà bọn đây cứ tưởng mình lêu lêu. Ôi trời ơi, anh là ma hay là người? Nhìn thấy chết không cứu, còn lại chim đúng là người dã tâm. Do bọn em thích nổi tiếng kiếm nhiều tiền. Người đang sống chờ chờ, chỉ mong tôi đứt rồi kiếm tiền. Giờ đây thấy con người thật vô tâm quá trời đất ơi.
chỉ mong mỗi trái tim hãy yêu thương lẫn nhau, đừng vô tâm hững hờ, cho cuộc đời tốt hơn. Cho cuộc đời.